Em bom hát bài Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Đúng rồi. Happy birthday to đi. you. Happy birthday to đấy. Tôi tại Nu Bay hé vào đường phố nào nào đó nữa. Tôi sợ niềm tai ai họ đùa thấy đó nè đó nè. Hello Bom, hôm nay là ngày con tròn 42 tháng đấy Bom ạ. 42 tháng đấy. 42 tháng đấy. Hôm nay là nào bây năm giờ để anh Bom sẽ đọc. Anh Bom sẽ tặng Bom một bài văn nhá. Văn tả. Con sửa tên là tên Bom luôn này. Thôi con đừng sửa, con đọc bình thường đi. Đề bài. Đề bài. Con đọc đề bài đi. Bí bài hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Bài làm. Trong tất cả các bộ truyện tranh, em thích nhất truyện 7 viên ngọc rồng. Vì trong câu chuyện có nhân vật Son Goku mà em thích. Anh ta là một vị cứu tinh, con của huyền thoại siêu xe ra. Anh có vóc dáng cao to, khỏe mạnh. Mái tóc anh dựng đứng rất đúng và đen. Anh có đôi mắt trông rất hiền lành, vui tính, tròn xoe, rất tinh. Son Goku có cái mic hay cười, cùng với đôi môi dày đỏ. Đôi tay anh có cơ bắp cuồn cuộn, luôn đánh bại mọi đối thủ. Anh có đôi chân chạy rất nhanh, anh có thể lừa đối thủ. Tính tình của anh luôn vui vẻ hiền hòa. Anh rất thích mặc bộ quần áo màu cam, đằng sau có chữ Quy vì anh là học trò của Quy Lão. Những lúc tức giận anh thường biến thành siêu dây ra. Lúc đó anh mặc mái tóc vàng và nửa cơ bắp. Em cảm thấy anh có được sức mạnh vô hạn. Em rất thích đợi anh chiến đấu. Anh đánh Vegeta tơi tả. Có lúc anh bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Và cuối cùng anh đã chiến thắng. Anh có đứa con rất kháu khỉnh và vô hại. Anh rất nghiêm khắc dạy bảo đứa bé nên nó rất ngoan và thông minh. Cuối cùng anh đã thu tập đủ 7 viên ngọc rồng và thực hiện điều ước thành công. Em rất thích Son Goku vì anh rất khỏe và thông minh. Em mong sẽ lớn thật nhanh để khỏe như anh. Hello. Cảm ơn anh Bốc nha. Cảm ơn Bốc. Để em bố hai bài.